cao chiều khu bờ đời tới dưới ngoài đời mấy anh bố à? Mặt mấy anh giống nhau rồi. Con có nhất mà ơi da mà nhìn có đây. Em có nhiều đồ lắm đi ra này. À, khoai tây nhá, khoai tây có gì alo cho mình 0333530592. Bạn kiếp làm thuê anh ơi, làm sao phân biệt khu chống người mái? Câu hỏi rất hay, rất khó đấy. Đấy, con nó già rồi, nó gù đi kia thì là con mái. Đang bón nước chim ăn, đang phát trực tiếp. Đợi tí nhá. Ở đây còn chim chí nhỉ? Ừ. Còn chim chí nhỉ? Đây. Tiếng ấy thì mẹ cũng còn là sọc. Đánh nó không nhỉ? Chị em giăng lưới. Nhưng mà phải gọi là đền lên này. 5-6-1-CC. Trên mạng thì thấy mấy bác cứ hay cầm cái ve ve rồi nhét nhét này, này. Tôi thì bón nhiều thì tôi không thể làm thế được. Tôi phải làm trên cái món này, cái súng to như này. Nhưng mà các bạn phải bón khéo nhá. Các bạn bón không bắt chiếc tôi đâu. Vì tôi bón hàng nghìn con rồi, tôi có kinh nghiệm rồi. Bón không con nào là lỗi cả. Đấy. Không rơi ra một giọt nào luôn. Và các bạn là trong cái tỷ lệ cám này là tôi phải có một cái bài thuốc đó. Anh em nào muốn có chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi chim non hoặc là ấy thì có thể gọi điện thẳng cho tôi. Số điện thoại tôi để trên kênh ấy. 0333530592. Để phát trực tiếp này cho nó vui, ngày chủ nhật rỗi. Đây là những em này rất là lụ. Đấy, đố các bạn biết tôi bón kiểu gì đó, rất đơn giản. Đây, chẳng giấu như các bạn, hình ảnh cụ thể đúng không? Đấy, đấy. Sột sệt này thôi các bạn, không phải cho uống nước nữa. Mà con chim rất là béo khỏe. Đây,
bón là cả tuần nay việc này đấy. Chột chệt thôi đấy. Bón cả tuần nay việc này đấy. Đôi chim này các bạn bón thế này thì nó mới lên khách mới ok được. Các bạn mua chim này thì đấy, muốn đặt đặt cái loại thuần thuần này thì chơi luôn loại thuần thuần. Chơi cái này ngày các bạn chơi làm 3 lần. Ngày cho ăn 3 lần. Nhà cái xi lanh này là nó là 60 thì mỗi mỗi một bom này là chơi được cả vài con một. Vì mình chuyên úm chim cu non thì mình phải tính cái bài nó nhanh, nó hiệu quả. Thì tất nhiên là các bạn chưa làm quen, các bạn không làm theo, nhưng các bạn dùng cái xi lanh nhỏ 10 là 10 cc rồi. Và các bạn trên một số trang thì các bác khác hướng dẫn luôn. Các bạn cứ ve ve nặn nặn những cái viên thì các bạn bón thì cho nó, các bạn có một hai con các bạn làm như thế cũng được. Ở đây tôi mỗi lần kiếm mỗi một cái ô này tôi úm nó cứ khoảng gần chục con một, nhưng mà tôi phải tính, nếu không thì cứ ve ve thế thì của tôi có bón vài chục con này, tôi bón từ sáng đến trưa. Đây các bạn, đấy các bạn thấy không, rất là khô ráo, tay không dính cái gì, chim không có cái vết vết mỏ miếc, không bận bị cái gì cả. Các bạn phải tìm một cái tư thế bón làm sao nó thuận tiện nhất. Các bạn bón làm sao mà nó như như là con chim non nó đang giúp vào vào cái miệng của con chim mẹ. Con nào nó biết cách há mồm thì mình bón nó rất là dễ. Con nào không biết thì mình phải dạy cho nó. Các bạn nhé, dạy cho nó. Dạy nó biết cách há mồm. Đấy, con này mình vừa dạy xong. Và các bạn cứ phải sờ và diều liên tục. Vì nếu các bạn không sờ là các bạn nhầm. Con nào mà nó đã no rồi mà nó cứ đòi há mồm thì các bạn lại bón nó thì nó bị nứt diều. Nó bị bụi thực chết. Đấy. Đấy. Các bạn mới bón thì các bạn nên bón ngày làm nhiều lần, mỗi lần chỉ 60-70% diều thôi. Các bạn không nên bón tham bón ngò quá để các bạn đi chơi về là chẻo mất hơn chi. Đấy. Đấy các bạn nhé, bao nhiêu con chim thì mình bón 2, 4, 6, 8, 4 đôi thì mình bón chỉ mất khoảng tầm 5 phút là xong này. 8 con chim, mỗi con hơn 1 phút.
bón xong rồi. Nó cái kia bé nhỉ? Bé bỏ hay là như căn chị ấy nhá. Thành ra bên trên rất nhiều yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy ba ngỗng, phấn hồng, âm sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website no rồi đấy, no rồi, các vị này các vị no rồi các vị, không thiết tha gì nữa cả. Đó. 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 Con nào cũng biết há mồm. Làm cái sàn này thì nó vừa chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội xin kính chào quý khách. Đây làm cái này khay này hứng. Đấy, trong có một cái cầu bọng. Sàn này là phần rơi xuống dưới đấy những chú chim của chúng ta. Như vậy là chim cu gáy hay bón bốn cặp chim này thì chỉ mất có khoảng 5 phút thôi. Bạn làm cái rổ úm này rất là tiện dụng đúng không? Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Yêu sao tiếng gáy chim cu gầy đà bể nước lời ru của bầm. Yêu sao tiếng gáy chim cu
Úp. Đấy, con nào đăng ký đôi này đăng ký ngay, con bố đây, con mẹ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con mái đang ấp ở trên các bác nha. Đúng một tuần nữa tôi quay cho các bạn có chim non trong này. Nào, nào chị à? Tiếng chim chi à? Chị đánh quái đâu? Ơi. Bà con ăn miếng này. Ăn đi. Ăn đi bận gì vậy ai bảo. Bắt nào được với anh em nhé. Cường chân đỏ đỏ bắt lúc nào được đấy, thả ra bình thường đấy. Còn thì mình nó mau đẹp giả bao tiền không bán giả chê đến đúng lúc nào lúc đấy luôn. Chán luôn. Cô gõ xem một cái tiếng hay không? Tiếng mưa gì? Chị. Lúa cám cho chim. Ôi ông ạ. À. Hết chỗ nói rồi đấy. Mai ơi, em gọi.
sao thuyền máy chim cu cây đa bến nước lời du của bầm vườn chim cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội. Xin kính chào quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cô gái mang ngỗng, phấn hồng, ẩn sọc, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra vừa rồi là thông điệp của chim cô gái hay. Nếu quý vị và các bạn đang theo dõi trên cái chiếc điện thoại smartphone của quý vị hoặc là trên màn hình máy tính thì để ủng hộ kênh và để đón nhận những cái video mới nhất, chia sẻ mới nhất, những cái khoảnh khắc chim cu hay nhất thì quý vị các bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh hoặc là những cái comment ở phía dưới để lại một vài tin nhắn, một vài ý kiến, một vài ý tưởng tham gia để cho chim cu gái hay được rút kinh nghiệm cũng như là tham gia thêm. Ngoài ra thì quý vị các bạn có thể kết nối chim cu gái qua cái kênh Facebook, kênh Facebook của chim cu gái hay thì các bạn cứ tìm kiếm trên Facebook của các bạn là chim cu gái hay đó, thì các bạn cũng sẽ có được cái kết nối đến cái giao diện như thế này. Mọi thông tin từ số điện thoại, số tài khoản, địa chỉ và các kênh trang mạng xã hội đều được công khai chính thống tại đây. Đây là cái trang Facebook của chim cu gái hay. Mong là quý vị các bạn có thể là kết bạn để giao lưu. Đó thì vừa rồi là chim cu gái hay có thực hiện những cái clip để hy vọng rằng sẽ được kết nối với tất cả các bạn để tiếp tục có động lực để ra những cái clip mới. Cảm ơn tất cả các quý vị các bạn, các fan hâm mộ và tất cả những bạn đã theo dõi kênh chim cu gái hay trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn có được những chú chim hay, chúc các bạn có được những khoảnh khắc vui tươi với những chú chim đó trong cuộc sống của chúng mình. Thân ái chào tạm biệt.